Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi sáng của ngày 1 tháng 7 năm 2019, thì bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến những mặt hàng lan rừng mới. Và đặc biệt là hôm nay bên nhà em sẽ có những cái kiến phi điệp tím của vùng Cao Bằng, siêu mini, những kiến phi điệp tím Cao Bằng với cái giá rẻ để cô chú anh chị sưu tầm nhé. Và những cái phần dáng hương đuôi cáo này. Và ngoài ra thì thêm những cái phần cây giống, cây chậu thuần. Và nhiều mặt hàng kg đẹp, đáng sưu tầm ạ. Bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Và giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp nhé. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng và báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên nhà em đang có luôn ạ. Đầu tiên thì em báo giá những cái mặt hàng kg trước nhé. Cái mặt hàng kg đầu tiên em muốn báo giá đến cô chú anh chị và các bạn đó chính là cái dòng giáng hương tam bảo sắc ạ. Cô chú anh chị xem, hàng vừa về tươi roi rói luôn. Đây là một cái dòng lan hoa vô cùng là thơm luôn, mùi hương quá là quyến rũ luôn này. Và ngoài ra thì dòng lan này rất là dễ trồng dễ thuần. Đây là cái thời điểm đẹp để cô chú anh chị có thể ghép dòng giáng hương tam bảo sắc này nhé. Giá là 160.000 cho 1 kg thôi. Đấy, dòng này lá mỏng, tuy nhiên thì dân người ta giữ được rất là tốt như thế này, cô chú anh chị xem ạ. Tỷ lệ những cái lá gãy dập thì rất là ít, không đảm bảo được 100%, nhưng mà thực sự là như thế này là quá là đẹp luôn. Rồi, em bán với giá 160.000 cho 1 kg thôi nhé. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là mỹ dung dạ hương, mà cái dòng lan mà có hương thơm đặc biệt và nó đặc biệt thơm khi nở về đêm, cô chú anh chị ạ. Và dòng này thì cũng được rất là nhiều cô chú anh chị chơi lan ưa thích ạ. Em bán với giá là 150.000 cho 1 kg mỹ dung dạ hương, cô chú anh chị nhé. Thì ở đây em cũng sẽ cây nói chung là khá là đều cây, em bán xô ạ. Và đây là dòng lan quế tím, hàng vừa ấy về lô mới, tươi roi rói luôn. Bán với giá là 150.000 cho 1 kg quế tím nhé. Và một bó quế tím như thế này chắc là rơi vào tầm khoảng 0,3 kg, từ khoảng tầm khá là nhiều đầu ngọn. Đấy. Em bán với giá 150.000 1 kg ạ. Và đây là dòng lan hoàng phi hạc. Đây ạ, đây là dòng lan hoàng phi hạc này. Nói chung cái lô hàng này về thì nó rễ vừa vừa thôi, không phải có rễ to lắm, nên là sẽ có khá là nhiều thân tơ. Em bán với giá là 150.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Dòng lan này cũng rất là dễ thuần và dễ trồng. Khi mới nở thì hoa nó màu cánh trắng, cánh hơi xanh, sau đó thì sẽ chuyển sang cánh trắng và cái họng vàng, bông hoa rất là to luôn ạ. Em bán với giá 150.000 cho 1 kg. Dòng lan rất đáng sưu tầm này. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là hoàng lạp ạ. Cô chú anh chị có thể xem, hoàng lạp rất là xanh, rất là đẹp như vậy. Em bán với giá 140.000 1 kg cô chú anh chị nhé. Số lượng hiện tại không còn nhiều ạ. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là kiều vuông cánh trắng nhé. Dòng lan có thể kích hoa để nó nở đúng vào dịp Tết luôn. Cô chú anh chị có thể xem hàng về tươi roi rói và đẹp như thế này, nhiều thân lá luôn cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 240.000 cho 1 kg. Dòng lan có thể kích hoa nở đúng vào dịp Tết luôn đấy ạ. Mặt hàng tiếp theo đó là hoàng thảo vẩy rồng. Hoàng thảo vẩy rồng thì em bán với giá là 150.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Hàng có những cái rề khá là xinh. 150.000 cho 1 kg hoàng thảo vẩy rồng ạ. Và đây là dáng hương đuôi cáo này. Dáng hương đuôi cáo. Đấy, hàng là căng mướt và bao gãy dập cho cô chú anh chị nhé. 1 kg rơi vào khoảng tầm 8 đến 12 cây hoặc là đến 15 cây. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg nhé. Và đây là dòng lan bạch nhạn. Bạch nhạn thì hoa rất là xinh luôn rồi ạ. Màu trắng, có cây thì trắng phớt hồng. Em bán với giá là 150.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. 150.000 cho 1 kg bạch nhạn. Và cây như vậy thôi nhưng mà khi mà ra hoa thì những cái bông hoa của nó vươn rất là cao luôn này. Đây ạ, đây là mặt hoa của bạch nhạn, cô chú anh chị có thể xem ạ. Hoa rất là đẹp như thế này nhá. Giá có 150.000 cho 1 kg cho cái dòng lan hoa rất là xinh này. Rồi tiếp theo bên này thì em có dòng đai châu Thái hàng giống của chú anh chị nhá. Những cây hàng lá ngắn, lá mít rất là đẹp luôn. Những cây hàng lá ngắn rất là đẹp như thế này. Và ở đây thì em có tất cả là 6 màu sắc khác nhau để cô chú anh chị có thể lựa chọn nhé. Thứ nhất là màu hồng cánh sen này. Thứ hai là màu đỏ này. Đây là cây màu đỏ này. Nhìn thân lá không đã thích rồi này. Cây màu đỏ này. Cây màu bò sữa này. Và cây màu cam. Và cây màu trắng.
và cây màu hoa màu màu tím ạ. Cây hoa màu tím đây cô chú anh chị nhá. Thì nói chung là ở cái màu sắc nào cũng rất là đẹp, dòng riêng dòng bay châu Thái thì hoa rất là đẹp luôn và màu nào nó cũng đẹp. Dạ cô chú anh chị có thể cùng tham khảo một số cái mặt hoa của dòng đai châu Thái này, màu trắng này, màu đỏ này, màu cam này, màu hồng cánh sen, màu bò sữa. Nói chung là cô chú anh chị lấy màu nào cũng đều rất là đẹp và đặc biệt nó nở đúng vào dịp Tết luôn cô chú anh chị nhá. Dòng lan cây giống này em bán với giá là 30.000 cho một cốc cây giống xinh như thế này, hàng lá ngắn rất là đẹp luôn ạ. Và ở đây em quên mất là không phải 6 màu mà là nó rơi vào 7 màu luôn cô chú anh chị nhá. 7 màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn hoa bền và lâu tàn. Cây giống này thì nó đã hơn 1 năm tuổi rồi ạ. Và bên này thì em có cái hàng đó là dòng lan cát cát le cô chú anh chị nhá. Dòng lan cát này thì một chậu như vậy có rất là nhiều giả hành luôn và cũng có nhiều màu sắc. Một chậu này em bán với giá là 200.000 ạ. Dạ cô chú anh chị xem hiện tại thì rễ đang tiếp tục bán ra và những mầm gốc nó đang lên rất là đẹp như thế này. Thì ở đây em sẽ có tất cả là có 5 màu sắc. Em sẽ cho cô chú anh chị xem những cái màu hoa của cái dòng lan này nhá. Nó sẽ có 5 màu sắc như thế này. Đây là màu trắng, vàng và tím ạ. Trắng, vàng, tím nhá. Trắng, vàng, tím này. Tức là trên một cái bông hoa có 3 màu. Và đây là có màu vàng và màu đỏ này. Đấy, màu sắc vàng, màu sắc đỏ. Và màu trắng và màu tím này. Màu đây là màu đỏ này. Và đây là màu tím nhá. Em có tất cả là 5 màu sắc, 5 màu hoa như vậy. Cô chú anh chị có thể lựa chọn cái màu sắc nào mà mình yêu thích này. Nói chung là ra màu nào cũng đều đẹp cả. Và cây này thì hoa rất là to luôn ạ. Cái bông hoa khi mà nở hoa rất là to và cực kỳ là thơm luôn. Nói đến dòng cát thì hoa thực sự là rất là thơm và quyến rũ ạ. Đây cô chú anh chị xem cùng xem các mặt hoa của nó nhé. Đấy cô chú anh chị có thể lấy màu sắc nào cũng được. Và đồng giá hết là mỗi một cây một cốc như thế này là 200.000 cho một cốc nhé. Hiện tại đang lên bắn những cái mầm gốc mới rất là đẹp như thế này. Là dòng lan rất là dễ thuần, dễ trồng luôn cô chú anh chị ạ. Mà hoa lại rất là to. Uống trà mà thưởng hoa này thì thực sự là không có gì là tuyệt vời hơn như thế. Rồi sang bên này thì em có những cái cây 5 cánh trắng họng hồng này. 5 cánh trắng họng hồng em bán với giá là bán theo chậu nhá. Mỗi một chậu từ 2 thân bán với giá là 640.000. 640.000 cho một chậu nhá. Còn nếu như chậu có 3 thân, rơi 3 thân sẽ em sẽ bán với giá 900.000. Đây là chậu có 2 thân này. Đấy 640.000 ạ. Dòng lan này thì hiện tại đang là một cái loại lan rất là hot trên thị trường hiện nay ạ. Cô chú anh chị có thể xem. Và kích thước của cái dòng lan 5 cánh trắng họng hồng này thì chiều dài nó từ 35 đến 60 cm cô chú anh chị nhé. Và đây là cái thời điểm mà nó đang độ phát triển. Cây này thì em nghĩ là chắc chắn là nó sẽ phải dài đến tầm 1 mét đến khi mà nó thắt ngọn hoàn toàn xuống lá ạ. Đấy là cái dòng lan này. Rồi tiếp theo đó chính là cái cây trầm rồng đỏ nhá. Trầm rồng đỏ thì một cốc từ 2 thân trở lên em bán mỗi một thân là 180.000 ạ. Trầm rồng đỏ. Và tiếp theo đây là cái dòng lan Thiên Cung Nữ Bố cô chú anh chị nhá. Mỗi một cốc Thiên Cung Nữ Bố từ 3 thân trở lên. Nói chung là từ 4 thân trở lên cô chú anh chị ạ. Thiên Cung Nữ Bố em bán với giá là 150.000 cho một cốc hạt vị Thiên Cung Nữ Bố ạ. Và đây là mặt hoa của hạc vị Thiên Cung Nữ Bố đây cô chú anh chị nhé. Sang bên này thì em sẽ có một số phần kiến và phần giáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng ạ. Em xin được bắt đầu từ hình số 1, bắt đầu từ hình đầu tiên trở đi này. Hình thứ nhất đó là hình 26 luôn nhé cô chú anh chị nhé. Hình 26 với giá là 170.000 có 2, 4, 6 cây. 6 cây giáng hương đuôi cáo như thế này. Tiếp theo là hình số 25 với giá 160.000 có 1 này, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây nhé. Rất là đẹp luôn ạ. 160.000. Hình 24. 24 này với giá 180.000. Có 1, 2, 3, 4, 5 cây ạ. 5 cây giáng hương đuôi cáo khá là to. Hình tiếp theo là hình số 34 luôn nhé. Hình 34 này thì em có 2 cây quá là đẹp luôn. Cây thứ nhất này xếp ruột đẹp như thế này. Bản lá to bự luôn ạ. Cây số 2 dưới này cây lá xếp này.
cũng là giá xếp nào, và thêm mấy cây nhỏ nhỏ bên này nữa để cô chú anh chị lấy về làm giống này, 2, 4, 5 cây bên này nữa, tất cả là 7 cây hình này em bán 200.000 cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Sang bên này sẽ là những cái phần phi điệp tím kiến của vùng Cao Bằng này. Hình 35 là một cái kiến thân rất là mập khỏe, hiện tại kích thước của nó dài gần trên 20 cm, khoảng tầm 25 cm nhá. Em bán với giá là 300.000. Đấy, ngắn ngắn như vậy nhưng mà rất là nù và khỏe luôn ạ. 300.000 cho cái kiến này, cho cái hình này, cái cho cái dề này ạ, nó không phải là kiến này, nó rất là mập khỏe luôn. Hình tiếp theo, hình 36 cũng với giá 300.000. Nó cũng dài khoảng tầm 25 cm và thân rất là mập luôn ạ. 300.000 nhá. Hình số 37 có 3 kiến. 3 kiến này với giá là 220.000, tính ra mỗi một kiến nó rơi vào có 70.000, hơn 70.000 một xíu thôi cô chú anh chị nhá. Thì em thấy là đây là những kiến hoàn toàn bắt từ rừng ra, và mặt hoa này thì chỗ này thì em nghĩ là chắc cũng sẽ có tầm 2 mặt hoa. Hai mặt hoa để cô chú anh chị có thể về sổ này. Hình tiếp theo, hình 38. Hình 38 này em bán với giá 240.000, có một kiến mập khỏe, có 3 kiến khỏe đẹp như thế này. Tính ra thì mỗi kiến cũng chỉ 80.000 cho một kiến, nên là toàn bộ là những kiến rừng nhá. Hình tiếp theo, hình 39. 39 với giá là 230.000. 230.000 này, 3 kiến này cô chú anh chị nhá. Với 3 kiến này cô chú anh chị có thể ghép về trăm. Đây là kiến năm thứ mấy hết rồi, về cô chú anh chị trăm có thể được những giò lan rất là đẹp luôn ạ. Hình tiếp theo, hình 40 có 3 kiến, em bán với giá 230.000 ạ. 230.000 cho 3 kiến này nhá. Đấy. Hôm nay nói chung cái bán giá này thì em nghĩ là nó cực kỳ là rẻ với chị sinh đồng rồi. Hình tiếp theo, hình 41 thì có 3 kiến quá là mập nù như thế này. Đấy. 3 kiến mập nù này em bán với giá là 300.000 nhá, rất là khỏe, rất là đẹp luôn ạ. Hình 42, 42 này em cũng có 3 kiến này ạ. 1 2 3 kiến, và kiến cũng là kiến năm thứ bao nhiêu hết rồi ạ. Đấy. Kèm theo nhiều thân vàng như này vậy thôi. Em bán với giá 250.000 cô chú anh chị nhá. 250.000 ạ. Hình tiếp theo, hình 43. 43 này với 3 kiến này, 3 kiến này em bán 200.000 nhá. 3 kiến này 200.000 ạ. Hình 44 này, hình 44 này có 1 2 3 4 kiến nhá, 2 kiến lớn và 2 kiến nhỏ. Với giá 200.000 quá là rẻ luôn. Đấy, với cái lượng tiền nhỏ của chú anh chị có thể sưu tầm cho mình vài cái mặt hoa của vùng Cao Bằng với những hình kiến này rồi đấy ạ. Tiếp theo là hình 45. Hình 45 em bán với giá là 250.000, có một kiến lớn này. Thêm 2 kiến này cũng là kiến năm thứ mấy rồi đây cô chú anh chị xem này. 250.000 nhá, 250.000 cho hình này. Hình tiếp theo là hình 46. Hình 46 này em có 6 kiến mini nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 kiến mini. 6 kiến mini này em bán với giá 200.000 ạ. Đấy, cô chú anh chị có thể xem 6 kiến mini. Hình tiếp theo là hình số 47. 47 thì em có tất cả là 10 kiến mini, 10 kiến nhỏ xíu cô chú anh chị nhá. Đấy, 10 kiến nhỏ này em bán với giá 200.000. Tính vào mỗi kiến nó 20.000 thôi cô chú anh chị về trăm. Nói chung là những kiến này thì em cũng được trăm rồi, nói chung cũng khá là ổn. Đấy, nhưng mà cô chú anh chị phải là thật sự là khá là khéo để chăn nuôi những kiến này. Hình tiếp theo là hình số 48. Hình 48 là một cái kiến khá là mập khỏe đẹp. Đấy, kiến năm thứ 6 thứ 7 rồi ạ. Nhưng mà nó ở chỗ đất cằn nên là em nghĩ là hơi mập, hơi kèo còi thôi, chứ cô chú anh chị về trăm thì kiến này lên quá là nhanh luôn. Quá là bự đẹp luôn. Hình này em bán với giá là 150.000 cô chú anh chị nhá. 150.000 cô chú anh chị chăm được sang năm sẽ có một giò lan, một cái cây lan rất là đẹp luôn ạ. Vừa em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hiện tại bên nhà em đang có nhá. Và mong được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị và các bạn này. Ở đây em còn có thêm, mà quên mất là em có thêm cái dendro xuân nhé cô chú anh chị nhé. Dendro xuân hiện tại đang lên mầm rất là xinh như thế này. Dòng này thì hoa rất là đẹp luôn, nở đúng vào dịp Tết luôn ạ. Em bán với giá là 200.000 cho một chậu dendro xuân đang lên mầm rất là đẹp. Đấy.